Thưa quý vị, chính sách tiền tệ tài khóa cần ưu tiên cho tăng trưởng càng cao càng tốt và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu dưới 4,5%, đồng thời yêu cầu có phương án huy động thêm 100.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho các công trình hạ tầng chiến lược. Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ vừa diễn ra vào sáng nay mùng 1 tháng 6 tại trụ sở chính phủ. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số ban, ủy ban, cơ quan của Trung ương Đảng và Quốc hội, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế. Các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực và tốt hơn tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, đạt kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 4,03% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 52,8% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 9,1% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng tăng 16,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu trên 8 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó chủ động các phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp nắng nóng, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng, nhất là dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2024 chi tiết trên 634.000 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, còn 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư dưới mức trung bình của cả nước. 4 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 5, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là nước ta là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu hạn chế. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt kết quả tốt hơn tháng 4. Tính chung 5 tháng tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Thủ tướng cho rằng, bên cạnh kết quả đã đạt được là cơ bản, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế bất cập và khó khăn thách thức như sức ép lạm phát, tỷ giá còn cao, thị trường bất động sản tiếp cận tín dụng còn khó khăn, phản ứng chính sách ở một số nơi chưa kịp thời, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, tình hình ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, tội phạm diễn biến phức tạp. Thì cái thứ nhất là phải bám sát cái đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, rồi đặc biệt là cái chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư. Cái thứ hai là đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tinh thần chủ động tích cực, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nắm chắc cái diễn biến tình hình, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả. Cái thứ ba là kiên quyết không lùi bước trước những khó khăn, kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, lấy cái nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá. Cái thứ tư là tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, rồi kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không trông chờ ỷ lại và không đùn đẩy, tạo cái và để góp phần thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh, tạo cái công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và phát triển doanh nghiệp. Tháng 6 này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cùng với việc chuẩn bị tốt các phiên giải trình và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về 5 nghị quyết trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 2%. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng thực hiện ngay các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh giải ngân gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, ổn định thị trường vàng theo quy định, sớm có phương án huy động thêm nguồn lực thông qua phát hành trái phiếu chính phủ cho các công trình hạ tầng chiến lược, quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là báo cáo Quốc hội cho phép chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn từ nơi chưa phân bổ, chậm giải ngân sang nơi giải ngân nhanh có nhu cầu bổ sung vốn, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật,
cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư. Sự kiện do các ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu mối Thu xếp vốn cùng các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức. Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là công trình cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam và kinh tế xã hội đất nước ta trong những năm tới. Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với mục tiêu xây dựng sân bay Long Thành trở thành cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia với diện tích hơn 5.000 ha, lớn nhất Việt Nam, công suất hoạt động đón trên 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý và vận hành. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được dự báo sẽ tạo 200.000 việc làm và đóng góp 0,98% vào quy mô GDP của Việt Nam năm 2030. Cùng với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở rộng, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tạo thành một cụm cảng hàng không quốc tế hiện đại, có quy mô và sức chứa lớn, năng lực khai thác đồng bộ, chất lượng, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không, logistics với tầm cỡ hàng đầu khu vực và quốc tế. Trên cơ sở được chủ đầu tư ACV chỉ định là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án thành phần 3 thuộc giai đoạn 1 của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Vietcombank đã cùng các ngân hàng hợp vốn là Vietinbank, BIDV, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chủ trương cho vay bằng ngoại tệ chung dài hạn đối với dự án với tổng giá trị tài trợ rất lớn là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này thể hiện một bước phát triển bứt phá của các ngân hàng thương mại trong nước về thu xếp vốn ngoại tệ có tổng số tiền tài trợ và đặc biệt là bằng ngoại tệ lớn nhất từ trước đến nay bởi các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực tích cực của các ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Đầu mối Thu xếp vốn, Vietinbank, BIDV cùng với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng thu xếp được số tiền tài trợ lớn 1,8 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ kịp thời cho chủ đầu tư ACV thực hiện ký kết các hợp đồng thi công với nhà thầu, đáp ứng tiến độ triển khai dự án theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tới đây, chủ đầu tư ACV tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng các ngân hàng hợp vốn triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng cam kết vay vốn, giải ngân hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Trong đó, đặc biệt lưu ý khớp nối tiến độ, thời gian hoàn thành các gói thầu còn lại để tránh xung đột, giao cắt trong quá trình thi công, bảo đảm tính liên kết và tiến độ của cả dự án. Sớm nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai công tác chuẩn bị phục vụ thi công giai đoạn 2 để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của giai đoạn 1 trên cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1. Các ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng và ngân hàng nói chung tiếp tục nghiên cứu, tham gia thu xếp vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, khuyến khích nhà đầu tư trong nước phát huy tinh thần chủ động, nâng cao tính tự chủ và năng lực nội sinh trong hợp tác, đầu tư, phát triển. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật, đồng thời phải có kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối nhằm ổn định giá trị đồng tiền, tỷ giá và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng với quyết tâm cao, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của chủ đầu tư ACV và liên danh nhà đầu tư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các ngân hàng thương mại tài trợ vốn dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, v.v. và các cơ quan liên quan khác, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Như vậy là chưa đầy một năm nữa, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 75, ngày 30 tháng 4 năm 2025. Tại lễ ký kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai cần đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Để hoàn thành bàn giao mặt bằng, phải cam kết không làm chậm tiến độ thi công của dự án. Tình hình phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp,
bảo đảm chống thất thu thuế từ hoạt động bán hàng trực tuyến. Tiến độ điều tra các vụ đại án đang được dư luận quan tâm là các vấn đề nóng được các cơ quan báo chí quan tâm tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Trả lời báo chí về tình hình đăng ký doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 5, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tính chung 5 tháng doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập là 98.800 doanh nghiệp, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 97.300 doanh nghiệp, tuy có cao hơn nhưng không đáng kể, khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cải thiện yếu tố đầu vào, đặc biệt là hỗ trợ thông qua chính sách tài khoá và tiền tệ, bao gồm là vẫn tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ổn định và có thể là sẽ giảm để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp. Trong khi đó thì cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền để có thể tiếp tục xem xét những các cái chính sách về giảm thuế, giãn hoãn phí lệ phí vân vân để làm sao tăng cái dòng tiền cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho yếu tố đầu vào. Về việc quản lý thuế từ những buổi livestream bán hàng có doanh thu lên tới hàng tỷ đồng trên các hạ tầng mạng xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khi thực hiện livestream bán hàng trên mạng, tức là hoạt động này đã phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập. Khi đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu sự điều chỉnh của các luật thuế, sắc thuế cũng như chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế. Kết quả thanh tra xử lý vi phạm của 21, 22, 23, 3 năm đấy, các tổ chức cá nhân thì đưa vào rà soát là 31.570 đối tượng, bao gồm cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân ấy, thì chúng tôi đã xử lý vi phạm là 22.159 cái trường hợp và số thuế thu tăng thêm là vào gần 3.000 tỷ đồng. Trả lời báo chí về diễn biến tiến độ điều tra các đại án liên quan đến hai tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, với vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 23 bị can, tạm thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la Mỹ, 500 lượng vàng và hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 8 bị can, đồng thời tạm thu giữ gần 40 tỷ đồng. Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đại diện Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, trong mọi hoàn cảnh của đất nước, Đảng, Nhà nước, gia đình, xã hội vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, bởi chính các em là tương lai của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, địa phương phải quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ em, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em mang tính tổng thể, toàn diện, đảm bảo nguồn lực nhà nước, huy động sự tham gia của toàn thể xã hội, phát triển hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng đa tầng, chất lượng. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em. Sau lễ phát động, Phó Thủ tướng đã đến thăm các em ở làng trẻ SOS Thừa Thiên Huế. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi với chủ đề Thiếu nhi thành phố, công dân toàn cầu. Với chủ đề Thiếu nhi thành phố, công dân toàn cầu, các em thiếu nhi đặc biệt quan tâm và đề xuất nhiều nội dung như các em còn áp lực và quá tải của chương trình giáo dục phổ thông mới, hay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, vấn nạn bạo lực học đường và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi, hay cần thêm nhiều hoạt động giúp học sinh có thêm nhiều kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phòng chống đuối nước. Lắng nghe ý kiến của các em thiếu nhi, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cần tập trung đánh giá lại và có giải pháp giảng dạy phù hợp, xây dựng trường học hạnh phúc, trường xanh sạch, an toàn giao thông. Ông cũng mong muốn các em thiếu nhi sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những công dân toàn cầu. Hưởng ứng Ngày Vi chất Dinh dưỡng năm 2024, ngày hôm nay,
109 điểm uống vitamin A của tỉnh Hà Nam đã đồng loạt tổ chức uống bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A. Tỉnh Hà Nam có kế hoạch bổ sung vitamin A cho hơn 55.700 trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A. Cùng với bổ sung vitamin A, các cháu còn được cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai ngày vi chất dinh dưỡng, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, gửi giấy đến từng gia đình có trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A. Nhờ đó trẻ được đưa đến các điểm uống vitamin A đông đủ. Vitamin A này ý nghĩa của các cháu là nó chống được rất là nhiều bệnh vì là nó tiêu chuẩn mới được chứ không phải ai cũng được. Vì cháu tôi thì nó 5-6 đứa cháu nhưng chỉ còn có mỗi cháu này là còn dưới 3 tuổi là được thôi. Cho cháu đến đây uống vitamin A để bổ sung tất cả các chất dinh dưỡng để phát triển trí não. Mình đến đây thì được cô ở trạm y tế cho uống và cân đo thuận tiện, nhanh chóng. Chúng tôi cũng đã yêu cầu là các địa phương là tổng hợp danh sách dự trù để đề xuất cái lượng vitamin A cho các cháu, mời các cấp địa phương vào cuộc tăng cường tuyên truyền lợi ích tác dụng cách uống vitamin A đối với các cháu. Chiến dịch bổ sung vitamin A là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện kiến thức thực hành của nhân dân về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo việc dừng đấu thầu vàng và dự kiến ngày 3 tháng 6 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai phương án bình ổn thị trường vàng mới, thay thế cho giải pháp này. Trong bối cảnh chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng, đặc biệt là vàng SJC, theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế để bình ổn thị trường vàng. Nhà quản lý cần tính đến các giải pháp căn cơ. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới hiện ở mức 10 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng SJC trong nước đang ở mức 85 triệu đồng một lượng, còn giá vàng thế giới theo quy đổi của Việt Nam hiện là 75 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, có những thời điểm, giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới tới 19 đến 20 triệu đồng mỗi lượng. Nếu đơn thuần những biện pháp đấu thầu hiện nay để chúng ta muốn kéo chênh lệch giữa cái giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, thì tôi cho rằng cách đấu thầu như thế nó sẽ không đạt được mục tiêu. Muốn kéo giá vàng trong nước ngang với giá vàng thế giới, thì chúng ta phải đưa cái giá tham chiếu vàng trong nước nó bằng tương đương với cái giá quốc tế, tức là tương đương giá nhập khẩu, cộng thêm những yếu tố như là thuế, như là các chi phí nhập khẩu. Và Ngân hàng Nhà nước sẽ là cái người đứng ra coi như là một cái đầu mối nhập khẩu. Nhưng không có nghĩa chúng ta cần phải nhập khẩu trực tiếp về vàng vật chất, mà tất cả những người mua có thể mua theo giá tham chiếu đó. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu ngay một cái thị trường rất là phát triển ngay bên cạnh chúng ta, đó là Trung Quốc. Khi mà họ đã có những cái sàn giao dịch vàng vật chất quốc gia, vàng vật chất ở đây tôi nói rất là rõ, ở đây là một cái sản phẩm đầu tư có chúng ta quản lý như là quản lý cổ phiếu, cũng có trung tâm lưu ký, cũng có trung tâm giao nhận, cũng xác nhận được các cái quyền sở hữu của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư cần thì nhà đầu tư có thể rút những cái sản phẩm của mình, cái tài sản của mình ra. Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước theo giá do Ngân hàng Nhà nước xác định, căn cứ theo giá thế giới, nhằm giảm sự chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank để các ngân hàng bán trực tiếp tới người dân được xem là giải pháp đúng, tăng cung có kiểm soát. Song song với đó, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, những biến động trên thị trường vàng trong thời gian qua có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật để đầu cơ, găm giữ, đẩy giá. Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện mọi mặt từ hóa đơn, chứng từ, giao dịch phòng chống rửa tiền liên quan đến các giao dịch về vàng. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã nhấn mạnh đến việc các văn nghệ sĩ phải nỗ lực xây dựng một nền văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam, góp phần đáng kể vào sự hình thành nhân cách con người Việt Nam mới, chú ý giáo dục đào tạo công chúng nghệ thuật ngay từ nhỏ bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Xét trên quan điểm này, thì trẻ em chính là đối tượng công chúng rất quan trọng của nghệ thuật. Và giáo dục nghệ thuật cho trẻ em để đạt được hiệu quả cao nhất, không gì bằng những bộ môn phù hợp nhất với tâm lý của tuổi nhỏ và những ngưỡng tiếp nhận của các em. Một trong những bộ môn ấy chính là nghệ thuật múa rối. Con xin lại bà lớn nào, đến đây làm gì? Tháng 5 năm 2024, thực hiện kế hoạch do lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng phân công, anh chị em nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng đã rất nỗ lực vào việc khởi công và tập luyện vở rối, chê cóc tranh con.
Đây là tác phẩm nằm trong đề án sân khấu truyền hình mà các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng vẫn đang vận hành suốt 3 năm nay. Mỗi tháng một vở diễn được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Hải Phòng vào mỗi tối thứ bảy của tuần cuối cùng trong tháng. Đây cũng là vở diễn lấy tích từ một câu chuyện dân gian giàu ý nghĩa giáo dục để hướng đến phục vụ đối tượng khán giả trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến với các cháu thiếu niên nhi đồng đấy là cái sự cái ngợi ca cái tình cảm của người mẹ với con, với đàn con của mình. Và có cái bài học ở đây nữa là chúng ta không nên tham lam, không nên nhận của người khác về làm của mình, và cũng phải biết đấu tranh cho những cái việc mà nó chưa tốt. Cái kết quả thì chắc chắn là cái người mà làm những cái việc chưa tốt thì sẽ gặp những cái hậu quả ngay tức thì trong cái cuộc sống này. Thì đấy là một cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn đưa đến cho các cháu qua một cái câu chuyện nó dễ hiểu và nó bằng cái ngôn ngữ múa rối, chứ nó không nặng nề là những cái câu chuyện ngoài xã hội, để mà đưa những cái bài học của giáo dục nó đau to bố lớn. Thì chúng tôi cũng không muốn cái cách đấy để giáo dục trẻ con, mà chúng tôi muốn dùng những cái ngôn ngữ, những cái hình ảnh và những cái câu chuyện thật là nhẹ nhàng, thật là dí dỏm. Sân khấu của vở diễn Chia Cốc Tranh Con thì làm 3 tầng sân khấu, đó là tầng là mặt nước, và chúng tôi sử dụng là mặt nước trong chính cái thủy đình mà chúng tôi vẫn hay diễn. Trên cạnh đó là mặt sàn đó là mặt bờ ao bờ đê để diễn trên mặt sàn. Và bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng rối dây để làm sinh động những cái phần biểu diễn. Rối dây này được điều khiển bằng những nghệ sĩ khi chúng tôi đứng ở trên xà rất là cao. Cái xà đó thì so với cái mặt sàn đó là 4m2, 1 đến 2 người điều khiển cả một con rối với rất là nhiều dây. Nó phải rơi đến khoảng tầm 15-16 cái dây, và một người nghệ sĩ phải nhớ được những dây đó điều khiển những cái gì để trong quá trình biểu diễn là mình có thể thử sử dụng thành thạo được để điều khiển một con rối. Khi diễn báo cáo, vở rối Chê Cóc Tranh Con của Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng đã nhận được những phản hồi tích cực của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Hội đồng Nghệ thuật thành phố Hải Phòng. Đây là một tác phẩm rất phù hợp với công chúng nhỏ tuổi, bởi những bài học thấm thía về tình mẹ con, những thông điệp tích cực về sự thiện lương trong cuộc sống con người, như không nhận những gì vốn không phải là của mình. Trên cơ sở một tích truyện dân gian, các tác giả kịch bản đã lồng ghép khéo léo những vấn đề của xã hội đương đại, và các nghệ sĩ đã kể câu chuyện ấy bằng một hình thức kết hợp tài tình giữa rối nước, rối cạn, rối dây. Qua đó cho thấy giáo dục nghệ thuật cho trẻ em không gì bằng việc phải khiến sao cho tác phẩm trở nên thật sự hấp dẫn,